Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Nam anh từng bị đánh giá thấp hơn em gái nam em, giờ thế nào khi dự thi Miss Universe Việt Nam 2022? Là hai đấu trường nhan sắc lớn trong nước ở thời điểm hiện tại, Miss Universe Việt Nam và Miss World Việt Nam được đông đảo người hâm mộ quan tâm. Theo đó, sự góp mặt của cặp chị em sinh đôi gốc Tiền Giang là nam anh, nam em khiến hai cuộc thi này trở nên đặc biệt hơn. Trải qua những đoạn đường đầu tiên, nam anh ngày càng chứng minh vị trí được đánh giá cao cho khả năng lọt top sau. Thời điểm xuất hiện trên trang chủ của Miss Universe Việt Nam 2022, nam anh nhận được sự ủng hộ lớn khi dám thực hiện ước mơ của mình. Xuất phát điểm là một người mẫu, nam anh nhận về đánh giá thấp hơn so với em gái, hoa khôi nam em về nhan sắc lẫn kinh nghiệm chinh chiến quốc tế. Đồng thời, cô cũng thường được nhắc đến với danh xưng chị gái hoa khôi thay vì cái tên Lệ Nam. Tuy nhiên, theo dõi hành trình của nam anh tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, netizen không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc chín mùi ở ngưỡng 26 tuổi. Trong từng khung ảnh, người đẹp được nhận xét không hề lép vế trước dàn thí sinh về đường nét gương mặt, thần thái sắc sảo. Đồng thời trên những diễn đàn bàn luận về cuộc thi, cô cũng được xếp vị trí cao cùng dàn chiến binh 5.000 máu như Hương Ly, Ngọc Châu. Nam anh nhận được 10 lời khen cho đường nét gương mặt hài hòa. Cô còn vượt cả đối thủ nặng ký Ngọc Châu để chiến thắng giải bình chọn online. Đến với đấu trường nhan sắc, người hâm mộ hy vọng cô thành công thoát khỏi mác chị gái hoa khôi. Người đẹp sinh năm 1996 gợi cảm trên thảm đỏ tại buổi họp báo Miss Universe Việt Nam. Cô lọt top 70 và tiếp tục tranh tài với các ứng viên tiềm năng. Bộ đôi mỹ nhân gốc Tiền Giang đều được người hâm mộ sắc đẹp dự đoán đạt thành tích cao. Nam em từ khi bất ngờ thông báo quay xe và góp mặt tại Miss World Việt Nam 2022 đã được đánh giá là đối thủ nặng ký. Theo đó, hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long hội tụ đủ những yếu tố xứng đáng đội phương miện như nhan sắc, kỹ năng catwalk, ngoại ngữ cũng như kinh nghiệm chinh chiến tại các đấu trường nhan sắc trong nước đến quốc tế. Nam em khiến fan bất ngờ khi không tham gia Miss Universe như ước mở ban đầu mà tranh tài tại Miss World Việt Nam. Cô được nhận xét nhan sắc ngày càng thăng hạng. Nam anh, nam em, bằng cách này hay cách khác vẫn tỏa sáng và có cách thể hiện màu sắc cá nhân của mình. Bạn có quan điểm như thế nào về tiềm năng đội vương miện hoa hậu của bộ đôi chị em gốc Tiền Giang này? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé! Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé!